Có 9 tổ đội RBT luôn. À, tờ Linh. Bà đi bà thử mấy bài này anh chưa nghe bao giờ. Chưa nghe một lần nào luôn. Thiệt không á? Chắc chắn rồi. Wow. Em ơi ta yêu như chỉ có đêm nay để yêu, cho anh say mắt môi em lại có nhạc hay để chiều. Sâu trong tâm trí anh chính là nơi em thường tìm đến. Rồi tan vào trong giấc mơ, ai cho em chút thơ ngọt ngào ấm trong từng hơi thở. Sẽ cho em giấc mơ như bình minh suốt tàn mây mờ. Yêu em như Red Bull và tìm đến trong ly cùng Jager. Hey girl, có thể bay bằng hai cái. Bằng máy bay hoặc là máy bay, yeah. Chẳng cần cánh đâu, anh là Superman, yeah. Chẳng phải người máy nhưng anh có Duracell, yeah, yeah. Em sexy girl, bao anh xin chết. Anh chỉ có một trái tim xanh green, hơn phải nói là tin đẹp. Oh baby girl, tonight you are my princess. Ghi tên em vào Guinness của anh, của anh. Nâng bàn tay của em để biết thời gian đang trôi qua rất nhanh. Hôn vào môi của em cho cảm xúc anh không mất phanh. Qua nửa đêm trời sáng em mong anh không quên mất em. Quên làm sao lời ca long lanh trong đôi mắt xanh. Lối sống đẹp mình tripping, Volkswagen mình flipping. Let me see your moving, grooving with grooving. Lối sống đẹp mình tripping, Volkswagen mình flipping. Let me see your moving. Chill, yeah. Sâu trong tâm trí em chính là nơi anh thường tìm đến. Giờ ta vào trong giấc mơ, yeah. Ai cho em chút thắng ngọt ngào ấm trong từng hơi thở. Trao cho em giấc mơ như bình minh xưa ta mây mờ. Yêu anh như Red Bull và tìm đến trong ly cùng Jager. Hey boy, yeah. Hey, hey. Anh cứ vô căn vô điều đốt mọi vật xung quanh. Nói với anh là nếu tất cả mọi người trên thế giới đều chơi một viên kẹo vào cùng một thời điểm thì lúc ấy thế giới sẽ không còn biết được chiến tranh nữa. Anh nghĩ đấy là một trò đùa. Còn em thì sao? Em Siki. Cause your pussy feels so good, nó đã khiến anh rơi vào. Vậy tình yêu là một trò chơi hay là cuộc chiến em khơi mào? Và em giấu đi mọi buồn đau ở sau làn mi, đến khi ta phải nhạt đi và chẳng cần biết em đang cuồng quay ở nơi nào. Biết em đã em nhìn như Prada, em luôn cười Balenciaga, yeah. Okay. Anh đã lỡ thương người và anh chẳng cần nhiều lời nói, anh chỉ quan tâm trái tim em còn tình yêu đậm sâu. Yeah. Ta hôn nhau thật lâu, yeah. Trong club đèn màu, yeah. Như nào anh? Anh vừa trải phê ecstasy. Anh vừa trải có một con trip âm nhạc. Thật sự là những cái giọng ca của những con người này nó đã đưa tôi lên một cuộc hành trình. Và trong cuộc hành trình đấy thì nhìn xung quanh chỉ toàn thấy tình yêu thôi. Đúng, đúng, đúng. Thật sự là thú vị, thật sự là thú vị. Anh miêu tả cái cảm giác đó rất là đúng với em luôn. Tại vì mặc dù đây là lần thứ hai react bài này nhưng mà em vẫn không thể cái cảm giác mà tràn ngập tình yêu xung quanh nó không bị phai nhạt đi. Em thật sự rất là bất ngờ với groovy. Tới tận bây giờ em vẫn thích thú cái verse này kiểu rất là nhiều. Tại vì
cái đầu tiên là Groovy là một người em chưa biết nhiều, em chưa nghe nhạc nhiều, đây là lần đầu tiên nghe Groovy. Và cái chất giọng khàn và dày của Groovy nó làm em cảm giác như là một kiểu một gã lãng tử đang hơi say xỉn một tí, nó rất là lãng mạn. Và còn Tờ Linh thì em vẫn thực sự là kinh ngạc với cái kiểu mà cái kiểu ngọt ngào của Tờ Linh ở trong bài này, nó khác hẳn với Tờ Linh mọi khi mà em được nghe kiểu như là phải nói sao ta, em xin đầu tiên em xin lỗi bạn gái em và MCK, nhưng mà em cảm giác giống như là mình thực sự bị quyến rũ bởi cái âm nhạc này, chứ không phải là bởi Tờ Linh nha. Nó là cái âm nhạc, nó là cái vơ đó của Tờ Linh, nó khiến em cảm giác thực sự được muốn yêu và được yêu kiểu vậy. Nếu mà bạn nghe bài này khi mà bạn chưa có người yêu và bạn ở trong một căn phòng cô đơn một mình thì thật sự là bạn sẽ rất là thèm khát cái tình yêu đấy, tức là đúng rồi. Cảm giác là giống như kiểu vừa đầu là anh Groovy là một người tiểu phu đang chặt cái cây này, và đến khi giọng Tờ Linh enter một phát là đổ cái dầm hoàn toàn bị hạ gục. Every time, lần nào cũng thế, lần nào là nghe cũng là như thế, khi mà giọng của Tờ Linh cất lên là ok, tôi đã bị chinh phục bởi bài hát này. Và sau đấy thì mọi người không phải biết, nhưng mà đằng sau chúng ta còn có MCK nữa thì phải nói là KO, không nói gì nữa. Tuy nhiên thì mình rất là đồng ý với cả Lazy, tại vì là anh Groovy là thật sự là một cái viên ngọc thô rất là đáng để mọi người để ý nhiều hơn, bởi vì là anh Groovy có một chất giọng cực kỳ đặc biệt. Chắc là nếu mà miêu tả mình sẽ dùng từ là phong trần lãng tử, các đúng bạn hiểu không? Tức là một cái người gì đó một chút bụi, một chút khàn khàn nhưng mà nó vẫn cực kỳ trữ tình. Và phải nói là đây là một người đàn ông viết nhạc tình mà có thể hạ gục tất cả các cô gái, các bạn phải tin tôi đi. Và các bạn hãy tìm nhiều hơn những cái tác phẩm của anh Groovy để nghe đi, và sẽ biết là tôi đang nói đúng. Bởi vì đây là một người đàn ông cực kỳ đặc biệt, và đặc biệt là khi mà nó là cái mảng chủ đề love này thì giống như là thảo hổ về rừng vậy đấy. Anh ta đang được vùng vẫy ở trong một cái vùng mà anh ta còn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và có thể làm chủ tất cả những cái nốt đó, lãnh địa của Groovy. Yeah. Thì mọi người có thể thấy là nó không chỉ là ở những cái nốt rất là đẹp, cái cách ngân rất là đẹp, mà nó còn là chiều sâu của ngôn từ nữa. Khi mà cái rhyme scheme hay là những cái ý đồ mà anh Groovy để vào trong cái lyrics của mình, mọi thứ nó đều rất là tinh tế và nó đều rất là thú vị. Yeah. Cái hình ảnh mà như là Red Bull vào ly này cùng Jagger, nó là cái hình ảnh mà lần đầu tiên em biết tới, kiểu lần mình không nghĩ tới cái hình ảnh đó luôn. Mà đồng ý là qua nhiều cái lời chia sẻ thì Red Bull với Jagger nó là hai cái sự kết hợp rất là hoàn hảo với nhau. Em cái hình ảnh đó nó rất là khớp cho một cái bài mà kiểu nó trip như thế này. Thì Red Bull cộng với cả Jagger thì nó sẽ tạo ra một cái loại đồ uống, nó gọi là Jagger Bomb. Thì hiệu ứng của nó đúng như một cú nổ ấy, khi bạn nhấc cái cốc này ra thì nó sẽ giống như kiểu một cái đám mây nó hiện lên. Thì chính xác là tình yêu cũng hit chúng ta bằng một cái cách như vậy thôi, là bụp một phát, ôi tôi yêu quá rồi, tôi bị hạ gục với tình yêu đấy. Thì nó chính xác là một quả bom như vậy, mình đã không thể biết trước là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và cái impact mà nó tạo đến với mình như thế nào, mình chỉ có thể đắm chìm ở trong đó thôi. Còn MCK thì vẫn là một cái gì đó quá kinh khủng. tức là khi mà em ở trong có một bài hát dù là có thể là cực kỳ buồn hay là cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà khi có sự xuất hiện của MCK thì tự nhiên nó sẽ trở thành một cái gì đấy mà mình cũng không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng mà nó làm năng lượng của bài hát tự nhiên trở nên vui vẻ và tích cực hơn rất là nhiều, và phá vỡ đi cái bầu không khí nghiêm túc và kiểu căng thẳng, mà thay vào đó thì là một bầu không khí cực kỳ MCK. MCK có một cái kiểu lôi cuốn người nghe rất là theo cái cách riêng của ảnh, không ai làm được cái điều đó hết. Nó em không biết là như thế nào, nhưng mà em cảm giác nó hoàn toàn bản năng luôn á, rất là kinh khủng. Cảm giác nó như là một cái nội tại gì đó, tức là không cần phải ấn nút gì cả mà nó tự phát ra như vậy thôi. Nên là mình hay nói đùa là thậm chí là MCK có hát Bolero thì nó vẫn sẽ là một cú hit, no doubt, chắc chắn là như thế luôn. Haki. Vậy còn RBT LT thì sao đây? Em thấy cũng là một thành viên của Rapito thì em nghĩ là cũng nên nói đến vì beat giữa của Fat Ben và LT làm trong biết trong cái bài này cũng là một cái gì đó nó rất là quan trọng, nó làm nên
cái không gian của bài nhạc. Tức là cái tầm quan trọng của cái beat ở đây thể hiện qua cái việc là khi mà bài nhạc vừa bật lên thì chúng ta sẽ có khoảng 4 đến 8 vòng hợp âm chạy như vậy, và ngay lập tức nó set cái vibe ra cho bài hát. À, là từ cái tiếng guitar đó, từ những cái sample đó, người ta tưởng tượng ra được là à, ok, các bạn đang dắt tôi đi trên một cái chuyến hành trình này về tình yêu. Ngay lập tức, ngay lập tức mình đã có cái cảm giác là rất là ngọt ngào, rất là đáng yêu khi cái tiếng đàn cất lên rồi. Thì LT là một producer ở trong team Rapito. Và xuất phát điểm của LT là một guitarist, là một người chơi rất là giỏi guitar. Chính vì thế nên là dạo gần đây khi mà đá sân sang producer thì LT đang thể hiện một cái phong độ rất là tốt, khi mà liên tục cho anh em những cái sample đàn guitar, hay là chế cho những anh em những con beat mà phải nói là cực kỳ đi vào lòng người. Thì cùng với cả sự kết hợp với cả Ben thì là một người bạn của Rapito, là anh ấy là một producer gốc là người Nam Phi nhưng mà hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội. Và anh ấy cũng có một cái mối quan hệ rất là thân thiết với cả anh Groovy. Chính vì thế nên là có cái sự kết hợp này thì nó là một sự kết hợp rất là thú vị. Tức là rất là nhiều những cái cá tính khác nhau và ai cũng đều nổi bật. Và mình cứ nghĩ là ok, những cái cá tính nổi bật như thế này, những cái cá tính mạnh như thế này, nếu mà để vào chung một bài hát thì liệu họ có đấu lẫn nhau không? Nhưng mà thật ra không, tất cả mọi người tạo nên một cái bức tranh tổng thể cực kỳ là đẹp mắt. Và em nghĩ là cái điều quan trọng là mọi người đều biết nhau trước khi mà làm ra bài này. Nó gọi là sao đó, cái duyên với nhau trước khi mà mọi người làm ra bài này thì nó mọi người sẽ hiểu ý nhau hơn và dễ nắm bắt cái vibe của nhau hơn, nhanh hơn. Thì cái nói qua một chút về cái bài Ecstasy Remix này thì có thể là sẽ mình nghĩ là sẽ có một lượng không nhỏ khán giả đến với cái bài hát này qua MCK hoặc là từ Linh, bởi vì rõ ràng là cái performance của hai người ở trong bài này là quá tốt. Nhưng mà đối với cá nhân mình và thì mình nghĩ là linh hồn của bài hát chính là anh Groovy. Và cũng tương tự, anh Groovy cũng chính là linh hồn của cái bản Ecstasy Original ở trong EP Rap People Love. Thì đối với mình, cái bản remix này nó như là một cái happy ending dành cho cả cái EP nói chung. Và chúng ta kết thúc lại bằng một cái bản remix với sự góp giọng của MCK và từ Linh, là biểu tượng của tình yêu của Gen Z đến thời điểm hiện tại rồi. Thế nên là mình nghĩ là đây là một cái kết quá là happy, quá là đẹp cho cái EP Rap People Love, là EP đầu tay của Rapito. Yeah. Nhưng mà xoay quanh bài nhạc này, nó không chỉ có những cái điều tích cực, mà chắc là anh cũng biết cái vụ xoay quanh lyrics của MCK trong bài này. Thì tuy là em cũng đã nói hết những gì mà mình muốn nói trong react lần trước rồi, nhưng mà em vẫn tham khảo thêm góc nhìn của anh về cái sự việc đó. Mình nghĩ là MCK là một người có cá tính rất là mạnh, và mình thì luôn có một cái sự tin tưởng nhất định, gần như là tuyệt đối dành cho MCK, bởi vì mình biết là MCK đang biết mình làm những cái gì, từ những tất cả những cái phát ngôn, những cái hành động, các thứ. Thật ra không phải MCK làm như thế là do bồng bột hay là do tuổi trẻ, mình nghĩ là MCK hoàn toàn nhận thức được những gì mình đang làm. Tuy nhiên là mình nghĩ là ở trong phần lớn trường hợp thì MCK chọn sống thật với cả bản thân, sống thật với cả cái hình ảnh mà mình đại diện. Đấy chính là một cái người dám nghĩ, dám làm, dám nói lên những cái điều mà mình suy nghĩ, và đại diện cho cả một cái thế hệ các bạn trẻ cũng có một cái lối sống như vậy. Tất nhiên là sẽ có những cái lúc mà những cái cách phát ngôn và những cái hành động kiểu như vậy sẽ đem lại một số cái bất lợi dành cho MCK. Tuy nhiên thì dưới tư cách là một người anh, là một người thầy, thì những lúc như vậy mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh MCK để đưa ra những lời khuyên, để đưa ra những cái bài học phù hợp. Tuy nhiên thì mình vẫn luôn ủng hộ MCK, và mình nghĩ là MCK hoàn toàn có trách nhiệm và biết được mình đang làm những cái gì. Thì mình nghĩ là chúng ta hãy cứ cùng chờ đợi cái hình ảnh của MCK, có thể là trong vòng tương lai gần hoặc thậm chí là tương lai xa. Mình nghĩ là sẽ thật sự MCK là một cái lá bài tẩy, một cái wild card, một cái ẩn số, một cái bất ngờ gì đó mà thật sự là đã có những lúc mình nghĩ là mình hiểu được MCK, nhưng mà thật sự thì ngay sau đấy thì MCK làm một cái thứ hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn bùng nổ mà mình thật sự là chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Thế nên là mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều thứ để đáng để mong chờ MCK thời gian tới, chúng ta hãy cùng chờ thôi. Và tại vì em với team của em vẫn thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau, thì tụi em đều công nhận cùng nhau là MCK có những qua những cái hành động và nhỏ nhặt của ảnh, thì tụi em đều công nhận MCK là một người có một cái tinh thần hip hop rất là cao. Và nhưng mà cái điều mà làm bản thân em vẫn cảm thấy tò mò đó là tại sao mà một người mà tham gia vào cái cộng đồng hip hop chưa được lâu như vậy mà lại có một cái tinh thần hip hop rất là cao như thế, thì anh có thể chia sẻ thêm cái đó được không? Ok, mình cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm đấy, là mình thấy MCK là một người cực kỳ hip hop.
là một cái nguồn năng lượng mà thật sự là để nói mà để đại diện cho cái giới trẻ chính xác là như vậy. Thì đúng là so với cả nhiều người khác thì cái thời gian mà MCK tiếp xúc với cả cái thứ văn hóa và cái lối sống này nó không lâu bằng họ. Tuy nhiên thì đối với cả anh thì khi mà mình tìm được một cái gì đấy mà mình thực sự thích và mình cảm giác được là mình thuộc về thì mình sẽ đốt cháy giai đoạn, mình sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian đi rất là nhiều. Thì anh nghĩ là đấy là những gì xảy ra với MCK. Xuất phát điểm thì MCK là một ca sĩ indie, người theo đuổi cái trường phái khác. Tuy nhiên thì khi đó thì MCK vẫn có những người anh em chơi rap hip hop ở trong rap battle. Và anh cảm giác là đây là những cái ok nó vô tình ảnh hưởng thụ động từ ngày này qua ngày khác. Đó là cái cách mà nhìn anh em đối xử với nhau, cách mà anh em chơi rap hip hop với nhau thế nào. Và dần dần thì cái đó nó nhen nhóm và nó dần hình thành ở trong MCK. Và đến khi mà đến một cái cơ hội nào đấy đến để mà nó bộc phát ra thì nó sẽ bộc phát ra một cách cực kỳ mạnh mẽ. Và anh cảm giác là ở rap hip hop thì MCK tìm được chính bản thân của mình, tìm được cái phiên bản mà hoàn thiện nhất của mình và phiên bản mà mình cảm thấy phù hợp nhất. Và chính vì thế nên là cái khoảng thời gian mà cậu ấy cần để thích nghi và để phát triển nó thật sự là rất là ngắn. Bởi vì có lẽ là khi mà mình gặp đúng môi trường chẳng hạn, nếu mà một cái cây mà được trồng ở đúng vào một cái khu đất mà phù hợp với nó thì nó cũng sẽ phát triển rất là nhanh. Nghĩa yeah. là nó, đấy chính là cái trường hợp của MCK. Hợp lý. Còn về cái EP Rapital Love này thì anh Gonzo có tham gia vào EP này? Có, ở cái EP Rapital Love thì Gonzo đóng vai trò là người mở màn, tức là bài mở đầu của EP là một bài kết hợp giữa Gonzo và anh Groovy có title là Đêm Trong Veo. Thì nó cũng là một bản nhạc tình như những cái bài khác ở trong EP, và nó có âm hưởng nhẹ nhàng hơn một chút. Nó là vì những cái tâm sự của chàng trai và cô gái ở cái thời khắc mà có thể nói là yên tĩnh và trong lành nhất của một ngày, đó chính là ban đêm. Thì nó nói lên nhiều cái tâm sự của mình, cái góc nhìn của mình về tình yêu cũng như là với cái thành phố Hà Nội nơi mình sinh ra và lớn lên. Thì nó cũng là một bài hát cực kỳ đặc biệt với mình đầu tư rất là nhiều chất xám ở trong đó. Nếu mà có dịp thì mọi người hãy thử nghe bài hát đó ở trong EP Rapital Love. Vậy ngoài sau cái EP Rapital Love này thì Rapital có thêm những cái dự án hay là những cái bước đi gì trong tương lai không? Thật sự thì Rapital là một cái tập thể cực kỳ đặc biệt đối với cá nhân mình là như vậy, là rất là nhiều những cái cá tính vào cùng với nhau và mỗi người một phong cách, mỗi người một lối sống, một tính cách khác nhau. Thế nên là cũng có những cái giai đoạn mà Rapital trải qua rất là nhiều biến động. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn này khi mà mình đã vượt qua được hết những cái khó khăn rồi thì tất cả anh em có một cái tinh thần đoàn kết rất là tốt. Tất cả các thành viên đều coi nhau như là gia đình và cùng chung tay vào làm những cái dự án chung của nhóm. Thì bọn mình cũng vạch ra được những cái hoạt động và những cái định hướng mà bọn mình sẽ làm trong khoảng thời gian tới. Cụ thể hơn thì vào ngày 6 tháng 6 thì Rapital sẽ lên sóng một cái MV là một cái có title là Uầy Cypher. Nó sẽ là một cái cypher mà có sự góp giọng của tất cả các artist ở trong Rapital hiện thời điểm hiện tại. Và nó cũng là một cái MV mà có thể nói là được đầu tư khá là căng của Rapital từ trước đến giờ. Đối với cả cá nhân bọn mình thì nó sẽ là một cái kỷ niệm đẹp để mừng cái ngày sinh nhật 3 tuổi của Rapital. Nhưng mà đối với cả những khán giả thì mình nghĩ nó sẽ là một bất ngờ cực kỳ thú vị. Thế nên là mọi người hãy chờ đón xem nhé, mùng 6 tháng 6. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài nhạc tiếp theo luôn, là